Một nguyên tố mà thông thường chúng ta đọc là xenon đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta cùng xem. Mặt chữ thì chúng ta thấy giống như cách đọc của tiếng Việt rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ xem phiên âm của nó sẽ thấy rất khác đấy ạ, đúng không ạ? Phụ âm X đầu tiên biến đổi thành phụ âm Z và ở đây chúng ta đọc là Z. Âm này là âm được nhấn trọng âm. Đây là âm O, nhưng vì đây là âm không nhấn trọng âm mình đọc thêm dấu huyền là O. Ghép với các phụ âm mà mình đọc là nòn, nòn, nhớ ân mình nhẹ một xíu được không ạ? Nòn, ré, nón, ré nón, ré nón. Rất khác so với cách mà chúng ta đọc là dê non đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại thầy cô và các bạn ở video số 55.